Chương trình này được bảo trợ bởi Chin và Kim Thu Cherry nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 hình bản đồ Việt Nam 7149859999 và 7146577866. EV Princess Cosmetics, sản phẩm làm đẹp làn da của phụ nữ trên toàn thế giới. Happy Too Easy chuyên bán nệm cao su cứng chống đau lưng sản xuất tại Mỹ 714-897-6100 và 714-487-7889. Sức khỏe là vàng, dự thảo PLS giúp quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. 1-800-990-8319, princesslife.com Học khu Huntington Beach Union High School District Đừng để buổi sáng trôi qua mà thiếu một ly ice coffee thơm ngon bất cứ cỡ nào cũng chỉ 99 xu tại McDonald's. Phải ghé trước 11 giờ sáng tại tiệm McDonald's có tham gia. Quý vị vẫn tiếp tục với phần 3 của chương trình Cà phê sáng của Lý Điều Sài Gòn TV. À, thưa quý vị, hồi nãy anh Nguyễn Trường có nói à, là cảnh sát người ta đề nghị khi mà quý vị có những cái muốn mua bán trao đổi gì à, thì hẹn nhau để giao hàng ở ngay những cái chỗ mà À, trụ sở cảnh sát ở phía ngoài parking đó có đèn à, để mà tránh những cái trường hợp lường gạt thì ngọc lan nghĩ rằng ai mà có ý gian đó mà nghe hẹn đến chỗ đó thì họ cũng bỏ chạy trước đúng không nhưng mà bây giờ cũng là đến ngay một cái trạm cảnh sát một à. cái sở cảnh sát nhưng mà cảnh sát ở san Bernardino họ đang đi tìm một cái người đàn ông mà cái tin mới vừa đọc rất là rùng rợn người ta thấy ông đi vô ở cái chỗ uh, sở cảnh sát ở san Bernardino và ông, ông drop up ông bỏ một cái gì đó mà lúc đầu á họ nghĩ rằng có lẽ giống như xác của động vật ờ, rồi có cái cái um, giống như cái cái xương xương hàm á rồi họ bỏ ở đó rồi ông đi nhưng mà sau khi đó mà cảnh sát họ đến họ xem á đó là xác người oh. mà họ nói không bây giờ họ không chưa có cảnh sát chỉ mới là cái việc này mới xảy ra hồi chiều ngày hôm qua là ngày thứ năm thì sau đó là cái bản tin đăng lên liền người ta muốn đi tìm cái ông này À, thì đây là cái nhân dạng mà, mà cái camera ở đó ghi lại thì ông này chắc là ông cũng có chủ đích gì đó cho nên ông đâu có cần ông ngay đến đó ông bỏ xuống đó thì người ta chỉ biết rằng là sau khi họ coi thì họ thấy đó là một cái xác à, cái cái đó là của Human của người rồi mà không nói rõ đó là cái bộ phận nào của người Nó là nguyên một người hay là đằng sao mà nó lại có cái xương hàm nữa à, thì người đàn ông này là người Hispanic khoảng 30 đến 35 tuổi rồi cao khoảng 5, feet 7 Ờ, nặng khoảng 160 pounds rồi đó nhân dạng ông rồi có râu quay nó thì ai mà thấy cái ông này á, thì gọi cho cảnh sát ở San Bernardino để báo hay là gọi cho bất kỳ cảnh sát ở đâu để thông báo như vậy nhưng mà mình thấy ớn thật rợ đúng không? Yeah, ha? Nằm cái tin này nó vừa mới lướt qua mình nhìn wow cái gì mà người sách một cái 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 một người một cái xác người đi vào trong uh, sở cảnh sát rồi bỏ ở đó mạnh mảnh xương của xác người hả không tại vì đâu 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 có nguyên một là, cái bộ xương đâu đúng họ họ chỉ nói rằng là mới đầu họ tưởng đâu là cái đó là cái động vật hay là gì à. đó nhưng mà nó đó, cái xương đó cái bộ đó là người họ <laughs> biết là người nhưng mà họ không nói rõ là cái gì nhưng mà trong đó có cái xương hàm đó. có một cái bản tin này nó cũng là lạ lắm quý vị à, ngũ giác đài cho biết là một cái bong bóng dọ thám đã của, của trung quốc đã nhìn thấy ở trên khoảng trời của nước mỹ tức là cái bong bóng giọ thám này đó nó là cái cái uh, nó bay ở trên trời với cái độ cao là hơn cao hơn cái đường bay của máy bay thương mại có nghĩa là khi mà chúng ta lên với độ cao 30.000 feet rồi đó thì cái độ cao đó nó đã là rất là cao rồi nhưng mà cái bong bóng này nó còn cao hơn nữa nó làm gì nó đi nó nó quay lại hết những cái gì ở dưới đất ở dưới mặt đất này là đó thì trong những ngày vừa qua thì ngũ giác đài báo động là có một cái bong bóng dọ thám mà của Trung Quốc bay trên vùng trời của nước Mỹ và đặc biệt tới những cái nơi nhạy cảm. Thí dụ như là vùng Montana, vùng Montana phía tây nước Mỹ thì nó có những cái địa điểm ở đó là có những cái hầm chứa bom nguyên tử với lại những cái hỏa tiễn. Thì không biết cái máy bay này nó chụp hình những cái đó để làm gì. Nhưng mà sau khi mà phát hiện ra chiếc cái bong bóng đó đó thì ngũ giác đài mới thông báo cho tòa bạch ốc và có luôn những lúc mà đưa máy bay lên để mà sửa soạn bánh hạ nó xuống nhưng mà bên phía tòa bạch ốc đó là không bánh hạ nó xuống là tại vì nó đang ở trên một cái độ cao rất là cao và nó cũng không nguy hiểm gì cho những người ở dưới đất hoặc là nó không có một cái gì đó mà gọi là mang tính chất đe dọa với lại những gì ở dưới mặt đất cho nên vấn đề đó nhưng mà chúng ta phải theo dõi nó thật là kỹ thì à, coi qua cái clip này nó thì ít ít người nào để ý đấy nhỉ cái này nó bay cao lắm cao hơn là cái đường máy bay máy bay bay bình thường mà đó là cái bong bóng nè các vị thấy không đó thì đây là cái bong bóng mà dọ thám đó bong bóng gọi là nó gọi là spy balloon à, từ phía Trung Quốc mà không biết họ dọ thám cái gì mà có ảnh hưởng tới chuyến viếng thăm của ngoại bộ trưởng ngoại giao của Mỹ là ông Anthony Blinken trong những ngày sắp đến đó, thì sắp sửa qua bên Trung Quốc để có một cuộc họp ừ. tìm một cái gì đó nó tương đồng hai bên có thể ngồi xuống nói chuyện với nhau tại vì hai bên Mỹ và Trung Quốc thì đã căng thẳng trong thời gian vừa qua về nhiều cái vấn đề lắm thì bây giờ trong chuyến viếng thăm uh, sắp tới đây của ông Anthony Blinken thì không biết là ông có nói cái này, cái này ra không ô oh, mấy ông mang bong bóng uh, chụp hình gì qua nước tôi làm gì đây hay gì hay sao thì không biết là ông có nói cái vấn đề này hay không uh, thưa quý vị Uh, tin này thì liên quan đến uh, tin ở Việt Nam nhưng mà cũng liên quan đến người Việt ở ngay tại Mỹ. Và đây nó là một cái bài học cho nhiều người không chỉ là uh, ở Việt Nam hay là ở Mỹ ở mà ở khắp nơi. Đó là một cái người đàn ông này tên là Võ Văn Hùng, 34 tuổi, uh, vừa bị công an ở Sài Gòn bắt về cái tội là tống tiền bạn gái bằng clip nóng. Anh chàng này thì ở Việt Nam nhưng mà quen với một người phụ nữ là Việt Kiều ở Mỹ nhưng mà người ta không có nêu tên vì cái lý do tính chất nó nhạy cảm cho nên họ không có nêu tên thật của cái cô này họ chỉ dùng một cái tên giả thôi thì khi mà quen biết nhau qua mạng như vậy đó Cái cô, cái người phụ nữ này hơn anh chàng này tới 3, tới 11 tuổi Anh chàng này thì 34 tuổi Thì cô kia là 45 tuổi 34 tuổi nhìn già quá Dạ, yeah. à, chắc lúc bị cảnh sát bắt đó, Cho nên mặt hơi trố ra, bất ngờ mà à, Thì anh ta quen, anh ta quen qua mạng như vậy Là từ năm 2020 Rồi khi mà sau thời gian mà chuyện trò gì đó Thì họ dẫn đến cái chuyện là giống như là tán tỉnh chat nói chuyện mà mà à, có cho thấy giống như chat xếp gì đó thì trong lúc như vậy thì anh ta lén anh ta quay lại quay lại những cái hình ảnh đó thì khi quay lại như vậy thì cái cô kia không hề biết rồi sau đó thì anh ta mới dùng cái những cái clip đó đó đến một năm sau lúc mà anh ta cần tiền bắt đầu anh ta yêu cầu cô này phải đưa tiền cho anh ta nếu mà không gửi tiền về đó thì anh ta sẽ tung những cái clip đó lên cho hay là gửi cho người quen bạn bè của cô này thấy thì dĩ nhiên là phụ nữ thì người nào người ta cũng sợ cái chuyện đó hết thì cô này mới đồng ý là chuyển tiền cho anh này. Và quý vị biết là từ tháng 12 của năm 2021 cho đến cái thời điểm anh ta bị bắt là mới vừa đây thôi. Cô đó phải chuyển cho anh ta hơn 100 lần chuyển tiền. Wow. Với cái số tiền lên tới à tổng cộng đó nó là 1 tỷ rưỡi, 1 tỷ rưỡi là khoảng 60.000 đô la. Cùng với lại tiền mà tiền đô nữa là 16.000 đô la nữa, có nghĩa là tổng cộng cô này đã phải gửi cho anh này là đến 70 mấy ngàn đô la rồi. Nhưng mà anh ta cũng chưa thỏa mãn, chưa hài lòng mà anh ta lại hẹn cô này là phải đi về Việt Nam là để làm gì? anh ta không có muốn chép xếp qua cái video như vậy nữa mà anh ta muốn làm thật à, cô đó phải về và về như vậy là phải đưa tiền cho anh ta nữa thì cái sự việc gì nó xảy ra tiếp theo xin mời quý vị cùng trở lại với nguyễn trường và ngọc lan sau phần thông tin thương mại